Chào các bạn, tớ tên là Vũ Nguyễn Quang Anh. Năm nay tớ học lớp 4A7 trường tiểu học Thanh Liệt. Tớ xin thuyết trình bài mèo đổi chuyển của tớ. Tớ có các nhân vật như mèo, chuột và một cái bánh. Đầu tiên, khi bắt đầu trò chơi, mèo tớ sẽ ấn vào nút play và bắt đầu trò chơi. Chuột di chuyển bằng các nút, và nếu mà mèo phải đi theo chuột. Nếu mà mèo chạm vào chuột thì chuột sẽ đổi sang phông nền khác và sẽ có màu đỏ ở thân chuột. Nếu sau một lúc thì cái bánh nó sẽ xuất hiện, mình chạm vào cái bánh thì sẽ được tăng thêm 10 điểm. Còn nếu điểm của mình bằng 50 thì nó sẽ có chữ win hiện. Và nếu mà chuột chạm vào mèo thì sẽ game over. Tớ sáng tác ra tác phẩm này vì mỗi khi về quê thì nhà ông tớ có con mèo, và con mèo của ông tớ rất thích ăn đuổi chuột và ăn chuột. Con cảm ơn thầy và con cảm ơn các bạn đã nghe tác phẩm con. Thầy cảm ơn phần thuyết trình của Quang Anh rất là nhiều đúng không? Quang Anh ơi, cho thầy hỏi một chút, nếu như trong cái thời gian tới con có thời gian nhiều hơn ấy, thì con có muốn cải tiến gì cho sản phẩm không? Con rồi là con nghĩ là con sẽ tạo thêm là một cái lọ màu xanh không? Nếu con chuột chạm cái lọ màu xanh đó thì điểm sẽ trừ đi. À rồi, thầy cảm ơn con đúng không? Đấy cũng là một ý tưởng rất là hay. Rồi, thì bây giờ thầy sẽ mời bạn khác nhận xét bài cho con nhé. Thầy đã nhận được tín hiệu giơ tay của bạn Bảo Châu rồi, thì mời Bảo Châu nào, thì mời con. Thưa thầy, là cái trình bày của bạn thì rõ to rõ ràng theo theo cái phần khi mà thuyết trình ở Pháp, và con thấy bên cạnh đó thì phần trình bày của bạn rất là sáng tạo. Rồi, thầy Em cảm ơn Bảo Châu rất là nhiều. Thế ngoài phần đấy ra thì Bảo Châu có muốn đóng góp ý tưởng gì để cho sản phẩm của anh được tốt hơn không? dạ con thưa thầy, thì có thể là cho thêm các món đồ ăn nhiều nữa, và có thể là bạn mèo thì có một chỗ là bạn chuột đến mà nó có thể đổi phông nền ở cái phần không gian tiếp theo. À rồi, một ý tưởng rất là hay đúng không? Thầy cảm ơn cái phần chia sẻ đóng góp ý tưởng của Bảo Châu rất là nhiều. Như vậy theo Bảo Châu thì Quang Anh con sẽ có thể để sản phẩm hay hơn đúng không? Thì Quang Anh có thể làm thêm nhiều đồ ăn này. Cái thứ hai nữa là mình có thể làm sao mình có thể thay đổi cái level cho nó, tức là ở mỗi một cái level khác nhau thì cái phông nền sẽ khác nhau. Ví dụ như là từ 1 đến 50 chẳng hạn đúng không? Từ 0 đến 50 chẳng hạn. Thì mình sẽ chia cái điểm ấy ra, ví dụ như là từ 0 đến 20 thì ở một cái level khác, cái phông nền khác. Và như vậy thì sang sau 20 thì chúng ta chuyển sang một cái level và phông nền khác, thì thầy tin rằng sản phẩm của con nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Một ý tưởng chia sẻ của bạn Bảo Châu thầy nghĩ rằng rất là đúng. Rồi sau bạn Bảo Châu thì mời bạn Khoa nào, thầy nhận được tín hiệu chia sẻ của Khoa. Rồi, Khoa ơi mình xét đi con. Thì bạn nói to rõ ràng, con có góp ý kiến là nếu mà bạn sẽ cho thêm những cái bức tường, và chuột thì nó sẽ không thể đi qua được, nhưng mèo thì nó sẽ có thể nhảy qua được. Và một thầy đã nói thì nếu là từ 0 đến 20 điểm thì nó sẽ qua một cửa, thì chúng ta sẽ có một ô cửa để chuột chui qua. Nếu mà khi nào mà chúng ta được 20 điểm thì có một, thì nó mới xuất hiện ô cửa đấy, và chuột phải đi qua thì nó sẽ mới sang level tiếp theo.
À, rồi thầy cảm ơn Khoa rất là nhiều đúng không? Và cái phần ý tưởng của Khoa thì thấy rất là hay. Con anh nhá, đúng không? Mình có thời gian thì con có thể xem xét, nếu như mà mình thấy nó phù hợp thì con cũng có thể là phát triển sản phẩm của con theo cái ý tưởng của bạn Khoa như là bạn Bảo Châu, thì thấy rằng rất là hay. Rồi thầy cảm ơn rất là nhiều bạn trong Khoa. Thầy muốn mời thêm một bạn nữa. Ở đây thì hiện tại thầy mời bạn Nguyễn Hoàng nào. Nguyễn Hoàng ơi, mình có muốn nhận xét gì cho bạn không hỏi con? Nguyễn Hoàng ơi, ở đấy Nguyễn Hoàng lại không tập trung rồi đúng không? Lúc trước thì thầy gọi cũng không thấy Nguyễn Hoàng đâu cả. Thái Dương ơi, con có muốn nhận xét gì không Thái Dương? Không ạ. Rồi thì con thấy sản phẩm của bạn thế nào? Mình có muốn đóng góp gì để cho sản phẩm của bạn trở nên hay hơn không hả con? Thì con thấy sản phẩm của bạn cũng tốt rồi, nhưng mà ý bạn mà không nhìn nào bắt được con chuột đi thì bạn ấy nên cho con chuột bớt máu me lại nhìn kinh đẹp. À rồi, đúng không? Như vậy là theo Thái Dương thì mình sẽ giảm bớt cái cảnh tượng nó lại nhìn trông nó hơi sợ đúng không? Có thể là chỉ cần game lúc đấy chỉ cần game over thôi đúng không? Rồi thầy cảm ơn cái phần nhận xét cũng như là đóng góp của con rất là nhiều. Thế bây giờ trước khi thầy nhận xét cho con anh thì thầy muốn hỏi con anh một chút nhá. Ở đây thì thầy thấy là cái bánh của con ấy nó cứ xuất hiện lúc chỗ này, lúc chỗ khác sau một khoảng thời gian. Thì con làm thế nào để được tính năng đó ở con anh? Mình làm thế nào để được tính năng của chiếc bánh ấy? Con thầy là đầu tiên là vào cái bánh, xong rồi là khi nhấn là bắt đầu thì đợi sau khoảng mấy giây thì sẽ cái bánh đấy sẽ đi tới vị trí nào cũng được và nó sẽ hiện. Nếu À rồi rồi ok, là đợi ngẫu nhiên bao nhiêu giây thì cái bánh đấy sẽ xuất hiện, và nếu lúc nó xuất hiện thì nó sẽ đi tới vị trí ngẫu nhiên và con chuột nó sẽ ăn nó. à rồi rất là tốt. Con anh ơi, thầy muốn hỏi con thêm một chút nữa nhé. Con có thể nói rõ hơn cái vai trò của con lệnh đợi lấy ngẫu nhiên từ 2 đến 4 giây không? Tại sao mình không cần phải đợi 2 giây mà mình cần phải lấy ngẫu nhiên từ 2 đến 4 giây? Con nghĩ là đợi lấy ngẫu nhiên từ 2 đến 4 giây, nghĩa là mình có thể đợi, có lúc đợi 2, có lúc đợi 3, có lúc đợi 4 giây. À rồi, rất là tốt đúng không? Đấy, như vậy con anh trình bày rất là rõ. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ nhận xét bài cho con anh nhé. Thực sự thì ban đầu ấy thì khi mà thầy có mở sản phẩm của con thì thầy nghĩ rằng sản phẩm này chắc là cũng không hay lắm, nói thật như vậy, bởi vì rất nhiều bạn đã từng làm cái sản phẩm mèo đuổi chuột rồi. Tuy nhiên thì đến khi mà con thuyết trình và thầy chạy chương trình thì thầy thấy rằng một sản phẩm rất là hay và sáng tạo. Nó sáng tạo ở chỗ nào? Nó sáng tạo ở đây là qua cách mà con chia sẻ ấy, là con lấy một cái ý tưởng rất là thực tế trong cuộc sống, đó là gì, con về quê và con thấy rằng con mèo nhà ông con rất thích bắt chuột, và từ một cái ý tưởng thực tế như vậy đúng không, và con đã tạo ra được một cái game để hiện thực hóa cái ý tưởng đó. Đấy là một điều thực sự rất là thành công và thầy rất là thích cái điều đó của con. Như vậy là cái sản phẩm này thì về phần lập trình, kỹ thuật lập trình cũng như là về phần sáng tạo thì thầy thấy thành rất là tốt rồi. Về phần thuyết trình đúng không, về phần thuyết trình thì thầy thấy rằng là mình thuyết trình rất là to này, rõ ràng này, đầy đủ các bước. Rồi thông qua cái việc mà thầy hỏi con cách con diễn đạt, thầy thấy rằng là mình thực sự là mình nắm rất là vững cái kiến thức của lập trình và đặc biệt là trong cái sản phẩm này. Rồi như vậy là con anh có một cái sản phẩm thuyết trình rất là tốt. Thầy cảm ơn con anh.